người dân xuống đường đón Giáng sinh. Đêm Noel, khắp các ngã đường tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đồng Nai, đông nghịt người dân xuống đường vui chơi, tới nhà thờ dự thánh lễ mừng Chúa Giáng Trần. Tối ngày 24 tháng 12, tiết trời tại Hà Nội khoảng 16 độ C, người dân vẫn nườm nượp đổ về nhà thờ lớn, phường Hàng Trống, quận Hoàng Kiếm, nơi tổ chức hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và thánh lễ trong đêm. Từ 18 giờ, dòng người từ khắp nơi đổ về khiến một số tuyến đường quanh nhà thờ lớn bị ùn tắc cục bộ, các bãi giữ xe quá tải. Một em nhỏ nước ngoài được bố kiệu trên vai giữa dòng người đông đúc trước khuôn viên nhà thờ. Lê Thị Thu, 21 tuổi, ở quận Hoàng Mai, cùng bạn trai có mặt ở nhà thờ lớn lúc 19 giờ 30 phút. Đây là năm đầu tiên tôi đón Giáng sinh cùng người yêu ở nhà thờ. Sắp tới tôi mong tình yêu của hai đứa luôn bền lâu, xa hơn sẽ có một kết thúc đẹp, Thu chia sẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết mát mẻ, từ 19 giờ, trên đường Đồng Khởi, đoạn trước nhà thờ Đức Bà, quận 1, đông nghịt người, xe đổ về trung tâm vui chơi. Năm nay, lần đầu tiên sau 6 năm trùng tu, nhà thờ Đức Bà trang hoàng rực rỡ với 80.000 m dây đèn LED phủ kín hai tháp chuông, nhiều tiểu cảnh Chúa Giáng sinh bằng đèn LED nhiều màu. Em nhỏ được bố mẹ diện trang phục trong đêm Noel chờ thoát khỏi dòng xe kẹt trên đường Tôn Đức Thắng. Bé Việt Anh, 3 tuổi, ở quận 10 thích thú chơi bong bóng nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Đêm Noel, phố Nguyễn Huệ đông nghịt người. Tại đây có thêm các gian hàng, sự kiện chào năm mới nên càng đông đúc. Các bãi giữ xe quanh phố đều quá tải, người dân chờ hàng chục phút để có chỗ gửi xe. Người dân đổ về trung tâm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong đêm Giáng sinh. Tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, thời tiết mát mẻ, các nẻo đường đổ về khu vực Hố Nai, Tân Mai, đông kín người do khu vực này tập trung nhiều nhà thờ trang trí đẹp. Nổi bật là khuôn viên nhà thờ Hà Phát, phường Tân Biên, với cây thông cao 47m. Đường kính 20m, từ hơn 4.200 chiếc nón lá, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, làm lễ. Đây là năm thứ 6 nhà thờ trang trí cây thông Noel bằng nón lá. Ngoài cây thông Noel bằng nón lá, khuôn viên nhà thờ Hà Phát còn trang hoàng sân khấu, đại cảnh bằng đèn LED nhiều màu, thu hút đông đảo người dân tham quan. Anh Hiếu, nhân viên văn phòng ở thành phố Biên Hòa dù không theo đạo song vẫn dẫn vợ con đến chơi Noel ở giáo họ Hà Phát. Giáng sinh chỉ mong mọi người an lành, gia đình hạnh phúc, vượt qua khó khăn kinh tế, anh Hiếu nói. Tại thành phố Huế, trời mưa lạnh, nhiệt độ khoảng 17 độ C, dù vậy đông đảo người đổ về nhà thờ Phủ Cam trên đường Nguyễn Trường Tộ và nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Nguyễn Huệ tham dự thánh lễ. Nhiều giáo dân dẫn theo các em nhỏ dự thánh lễ. Một cụ bà cầu nguyện trong thánh đường của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Giáng sinh năm nay, khuôn viên nhà thờ trang trí hình ảnh ông già Noel, tiểu cảnh Chúa gieo ra đời trong hang đá. Các thanh thiếu nhi biểu diễn văn nghệ mừng Chúa ra đời tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, thành phố Huế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.